các bạn thấy đặc biệt không? Soi khi soi đèn pin vào nó sáng rực lên các bạn này, các bạn nhìn thấy đây, đây. Các bạn thấy những còn lại những vết vân như các bạn nhé. Đây, một đây là một cái lavabo hay gọi là chậu rửa mặt bằng đá anh hồng, từ cục đá thanh hồng nguyên khối anh em chế tác ra, cắt gọt tạo ra một cái lavabo bằng đá thạch anh theo thế tự nhiên của nó. Các bạn nhìn thấy khá đặc biệt này. Đây. Các bạn để lavabo, đây là lavabo độc nhất các bạn ạ, tại vì từ những cục đá thạch anh hồng nguyên khối anh em sẽ theo thế anh em sẽ cắt đục ra một lavabo chậu rửa mặt khá đặc biệt bằng đá thạch hồng, vừa độc vừa có thể để trong nhà vệ sinh để chân trạch các bạn ạ. Còn đây là lavabo hay chậu rửa mặt bằng đá thạch trắng, anh em sẽ soi đèn pin vào để các bạn xem. Đây các bạn nhìn thấy đây, soi pin sáng rực trong nữa bạn này. Đây, một chậu lavabo. Tác dụng của lavabo là các bạn sử dụng càng sáng nha các bạn nhé, càng sáng càng bóng và có thể chân trạch trong nhà vệ sinh, vừa là đồ vệ sinh trong sử dụng trong gia đình, vừa có thể chân trạch tạo ra năng lượng dương các bạn. Gọi như thế, nhà VKC là khi âm nhiều và khi sử dụng đá thạch anh để chân trạch thì làm cho ngôi nhà sẽ bớt xấu đi các bạn. Đây anh em soi pin vào thì nó sáng rực rồi, bạn nhìn thấy không, khá đẹp. Một chậu lavabo đá thạch nguyên khối độc bản dựa theo thế của nó anh em chế tác ra là bằng thủ công. Nếu các bạn nhà đang xây hay cần một lavabo bằng đá thạch nguyên khối thì các bạn hãy alo cho anh em nhà sàn, anh em chuyên chế tác về các loại đá phong thủy tự nhiên. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.